Xin chào cả nhà. Hôm nay bếp nhà chị sẽ giới thiệu đến cả nhà một món bánh bao mới, đó là món bánh bao bí đỏ. Để làm món này, chúng ta cần có những nguyên liệu sau: bột mì 400g, 140g bí đỏ, 160ml sữa tươi, 5g men nở, 1 thìa cánh đường, 1 thìa cà phê dầu ăn. Và bây giờ bếp nhà chị xin mời cả nhà cùng thực hiện món này. Đầu tiên mình sẽ thái bí đỏ, thái mỏng bí đỏ để mang đi hấp. Mình sẽ cho hết số bí đỏ vào cái sừng. Cả nhà chuẩn bị một cái nồi và đổ 500ml nước vào. Chúng ta sẽ cho bí đỏ vào và mang đi hấp chín. Trong khi chờ bí đỏ chín, chúng ta sẽ đổ một ít sữa sang một cái chén. Và chúng ta cho men nở vào để kích hoạt men. Chúng ta sẽ dùng mang bao thực phẩm bọc lại để men được nở nhanh hơn. Và như thế thì bánh bao của chúng ta sẽ nở to và rất là xốp. Sau 15 phút hấp bí đỏ thì bây giờ bí đỏ đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho bí đỏ ra cối và mang đi xay nhuyễn. Chúng ta sẽ cho một ít sữa tươi vào xay cùng. Bí đỏ sau khi xay như thế này là đã mịn rồi. Nếu như chúng ta không có máy xay thì chúng ta có thể thay thế bằng là giấy, chúng ta giấy thật mịn. Men sau khi chúng ta đã kích hoạt thì bây giờ men đã nở như thế này rồi các bạn. Sau đó chúng ta sẽ đổ phần men vào, ta sẽ khuét phần giữa và đổ phần men vào. Cho 1 thìa cánh đường vào, 1 thìa dầu ăn, cho số bí đỏ vào và chúng ta sẽ trộn đều. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho sữa tươi vào từ từ, cho đến khi mà chúng ta trộn lại được thành một hỗn hợp sệt sệt. Cái này nhớ là trước khi nhồi bột thì chúng ta rửa lại một ít bột để chúng ta làm bột áo, để cho bánh khi mà chúng ta nhồi thì nó sẽ không, khi mà chúng ta tạo hình bánh thì bánh sẽ không bị dính. Và bây giờ chúng ta sẽ nhồi bột thành một khối dẻo và mịn. Chúng ta sẽ nhồi từ 15 đến 20 phút. Công đoạn khó nhất của chúng ta là công đoạn đánh bột. Và nếu như chúng ta có máy đánh bột thì là thời gian nó sẽ rút gọn hơn và đỡ mất thời gian hơn. Sau 20 phút nhồi bột thì là khối bột đã mịn và dẻo, mình sẽ đem đi ủ. Chúng ta sẽ dùng mang bao thực phẩm bọc lại và để bột nghỉ trong 30 phút. Sau khi ủ 30 phút thì bột của chúng ta đã nở gấp đôi. Để biết được là bột đã được hay chưa thì chúng ta sẽ ấn ngón tay xuống. Bột không nở lại chứng tỏ là bột đã được rồi. Bây giờ mình sẽ dùng bột bánh bao rải lên một lớp để khi tạo hình bánh sẽ không bị dính. Tiếp theo, mình sẽ lấy một nửa khối bột ra để tạo hình. Còn một nửa thì chúng ta vẫn để lại ở trong mang bao thực phẩm. Phần bột này mình sẽ xé lại thành một khối dài. Sau đó sẽ chia thành từng viên bột. Mình sẽ cho những viên bột không dùng tới vào mâm bọc thực phẩm để phần bột không bị khô. Tiếp theo chúng ta sẽ xé dài bột và gập vào như thế này. Lặp đi lặp lại 3 lần, như thế này thì bánh nó sẽ mịn hơn. Sau đó chúng ta dùng mu bàn tay đè khối bột theo chiều từ ngoài vào trong. Chúng ta vế tròn bánh lại. Và để tạo hình quả bí cho bánh thì chúng ta sẽ dùng giấy. Cả nhà chuẩn bị sẵn một ít chỉ để tạo hình cho bánh. Chúng ta đặt bánh vào giữa. Sau đó cột từng đoàn chỉ lại với nhau.
Tiếp theo mình sẽ cắt phần chỉ thừa cho bánh. Sau khi tạo hình xong, chúng ta để bánh nghỉ trong 15 phút và sau đó mang đi hấp. Chúng ta chuẩn bị một ít nước vào nồi và đun sôi. 65 phút bánh nghỉ, mình sẽ cho bánh lên sừng. Khi nước đã sôi thì chúng ta cho bánh vào và đun trên lửa vừa. Chúng ta dùng một cái khăn bọc cái phần vung lại để cho cái phần hơi nước nó không rơi xuống phần bánh. Chúng ta sẽ hấp với lửa nhỏ trong khoảng thời gian 15 phút. Bánh sau khi hấp 15 phút, chúng ta sẽ tắt bếp và để bánh trong nồi tầm 5 phút thì chúng ta mới cho bánh ra. Wow, bánh nở rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho bánh ra đĩa và cắt chỉ. Món bánh bao bí đỏ của bếp nhà chip đã hoàn thành xong rồi. Cả nhà thấy món bánh này có hấp dẫn không nào? Bây giờ bếp nhà chip xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Món bánh bao bí đỏ này rất là mềm và xốp. Mình có thể bóc được cả lớp vỏ bên ngoài. Cả nhà thấy món ăn này như thế nào? Hãy để lại góp ý ở bình luận để bếp nhà chip hoàn thiện hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của bếp nhà chip. Nếu cả nhà cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của bếp nhà chip. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.